Năm chú voi ở tỉnh Ayutthaya, cố đô của Thái Lan, gần thủ đô Bangkok, đã hóa trang trong trang phục ông già Noel, dùng voi xách theo giỏ quà để phân phát cho học sinh tại một trường tiểu học địa phương. Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch bùng phát, những món quà thông thường như bánh kẹo đã được thay thế bằng khẩu trang và nước rửa tay. Em nhận được bóng bay, khẩu trang và gel khử khuẩn từ những chú voi. Em rất phấn khích bởi sự kiện này chỉ diễn ra mỗi năm một lần và em nghĩ rằng trường học của mình là nơi duy nhất có ông già Noel voi. Ban tổ chức cho biết, sự kiện này nhằm khuyến khích học sinh quay trở lại trường học sau nhiều tháng tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà. Các ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đạt đỉnh điểm vào tháng 8 năm nay. Tính đến nay, cả nước ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc và hơn 21.500 ca tử vong.